Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn nhé. Thì trên màn hình của anh chị và các bạn đây này là một cái mẫu xe Chevrolet Captivan 7 chỗ ngồi được sản xuất năm 2007. Và hiện tại mẫu xe đang có mặt tại cơ sở 2 của bên em tại địa chỉ tại số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị nào lần đầu mới xem clip của em mà có nhu cầu muốn tìm hiểu về ô tô thì có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh giúp em ạ, để cập nhật được thường xuyên những cái mẫu xe của bên em đang bán nhé. Thì đối với mẫu xe Chevrolet Captivan, một cái dòng xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi và được trang bị hộp số tự động, thì hiện tại đã có mặt tại địa chỉ số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thứ Nhất, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cơ sở 2 của bên em trong đấy. Anh chị nào ở gần khu vực Sài Gòn hoặc là các tỉnh miền Nam có nhu cầu mua một cái mẫu xe về đi gia đình thì có thể đến trực tiếp địa chỉ để xem xe và test thử xe. Đấy, một cái mẫu xe gia đình cũng rất là đẹp, được trang bị hộp số tự động nhé. Xe không đâm va và ngập nước gì đâu anh chị nhé. Tương đối máy gầm thì tương đối chất luôn. Đấy, anh chị và các bạn nào quan tâm mẫu xe này thì đến trực tiếp để xem xe. Đấy, xe hiện tại đã có mặt tại quận 12 rồi. Đấy, một cái xe cực chất lượng luôn nhé. Xe này thì bao cho anh chị yên tâm là một điều là máy móc ngon, gầm bể chắc, xe không đâm va ngập nước gì. Đấy, màu vàng cát rất là đẹp. Biển 61A55941. Đấy, mẫu xe thì cái dòng xe 7 chỗ ngồi của dòng Captiva này nó khá rộng rãi và form dáng của nó cũng tương đối đẹp nha anh chị nhé. Đấy, form dáng rộng rãi tương đối đẹp, hộp số tự động chạy rất là nhàn. Anh chị mua về để kết hợp để cho mình chạy cũng có thể là chị em phụ nữ cũng thể chạy được với mẫu xe số tự động này, nó sẽ rất là nhàn luôn. Đấy, riêng với cái dòng Captiva này với cái giá thành nó cũng tương đối hợp lý luôn, chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi, 245 triệu thôi. Đấy, một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi rộng rãi đi gia đình rẻ bằng một con Innova G để so sánh, thì mẫu Captiva này nó có form dáng đẹp hơn hoàn toàn luôn nha anh chị nhé. Xe thì hiện tại đã có mặt tại cơ sở 2 của bên em ở trong đấy rồi. Anh em nào, anh chị nào ở khu vực phía Nam thì có thể đến trực tiếp để xem và test thử xe được. Đấy, mẫu xe thì sơn xi sạch sẽ, xe không đâm va gì, máy móc gầm ngon nha anh chị nhé. Đấy, tổng thành xe được cái màu, con này màu vàng cát, nó cũng rộng xe hơn, nó cũng đẹp hơn. Đấy, em đang cho nhân viên quay kỹ cho anh chị và các bạn đây. Bên em thì chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Đấy, vì vậy anh chị và các bạn nào quan tâm mà muốn trao đổi cái dòng ô tô cũ thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0829777777 nhé. Đấy, em sẽ đến tận nơi xem xe và mua cho anh chị với những giá cao nhất và nhanh nhất luôn. Thì đối với mẫu Captiva này cũng vậy, một cái mẫu xe rất đẹp, 4 quả lốp còn dày dặn. Đấy, về thần sơn xi gầm bệ thì nó hoàn toàn là không bục mọt, vẫn không có xước sát gì nhiều nhé. Đấy, đấy tổng thành xe form dáng đây. Quay cho anh chị xem về tổng thành form dáng xe. Với cái dòng này thì nó cũng được tích hợp thêm xi nhan gương đầy đủ, nếu anh chị đi vào cái giờ tối nó sẽ rất là tiện luôn, nếu mà những vào những cái cung đường quành. Đấy, nội thất của xe đây nhá. Xe với cái tông màu nội thất màu kem thì về cái không gian nội thất nó rộng hơn và sáng hơn rất là nhiều. Đấy, bỏ cái số tiền chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Đấy, anh chị mua được một cái dòng xe 7 chỗ rất là rộng rãi rồi. Đấy, được chủ xe đã lắp thêm màn hình và cam lùi đầy đủ hết rồi. Thì phần này anh chị về các bạn mua về là cứ sẵn sử dụng thôi, hoàn toàn là không phải làm gì đâu nhé. Đấy, hộp số tự động đây, chạy rất là nhàn, mức tiêu nhiên liệu cũng không quá tốn quá đối với một cái dòng xe 7 chỗ ngồi đi gia đình là rất hợp lý luôn. Đấy, chi tiết các thứ để quay cho anh chị và các bạn xem tổng thành chi tiết luôn, để cho anh chị nào quan tâm đến những cái dòng xe này mua về để đi gia đình và tránh mưa tránh nắng với cái tầm tiền rất là vừa phải này. Đấy, chỉ hơn 200 triệu, 245 triệu thôi, anh chị mua được một dòng xe 7 chỗ ngồi rồi, rộng rãi thoải mái luôn. Màu vàng cát, số tự động rất là đẹp. Đấy, đây là phần hàng ghế sau cũng như là táp ni sau của cái mẫu xe Chevrolet Captiva này nhé. Nói chung là trong quá trình sử dụng thì tay nắm thì nó có xước sát một chút, cái này thì không đơn giản, không ảnh hưởng gì. Bên em sẽ khắc phục cho anh chị nếu anh chị nào có nhu cầu muốn mua. Còn về phần nội thất ghế với các thứ là nó còn sạch sẽ và không có rách rưới gì, còn ghế còn tương đối đẹp anh chị nhé, ghế còn tương đối đẹp. Đấy, đây về phần tổng thành tổng quát thì anh chị nhìn phần táp nô của xe này. Đấy, rộng rãi thoải mái đối với cái mẫu xe 7 chỗ về đi gia đình, thèm nghĩ là rất là hợp lý luôn. Trần phào còn sáng, trần nỉ nguyên bản luôn nhé. Đấy, ghế ngồi hộp tì tay tất cả nó cũng còn zin theo xe. Máy gầm thì tương đối chất, nhưng con này thì máy gầm tương đối chất. Nhân viên kỹ thuật của bên em ở trong đấy đã đi kiểm tra và test thử rất là kỹ rồi. Đấy, máy gầm tương đối chất đối với một cái dòng xe 7 chỗ ngồi như thế này.
rất là rộng rãi luôn. Và giá tiền rất rẻ, phải nói là giá tiền rất rẻ, chỉ có hơn 200 triệu bằng một con Innova Z. Đây này là một cái mẫu xe Chevrolet Captivan 2007. Đấy, số tự động, giá hợp lý cực kỳ cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, tổng thành xe đây, quay form dáng tổng thành anh chị các bạn thì thấy một cái mẫu xe có form dáng rất đẹp, rất rộng rãi luôn. Đấy, cho anh chị xem chi tiết về tổng thành, về cái nội thất của xe. Đấy, nội thất rất là rộng rãi nha anh chị nhé, màu kem. Dòng này thì nó được, nó là bản đủ ghế điện rất đầy đủ hết nha anh chị nhé. Ghế điện này, chỉnh gương kính chỉnh điện này, túi khí phanh ABS này. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, nói chung là cũng rất là nhiều tính năng an toàn ở mẫu xe Chevrolet này. Một cái dòng xe thương hiệu của Mỹ đồng hòa, chất lượng cực kỳ luôn. Đấy, xe mới chạy có 12 vạn mấy thôi. Nói chung là chạy cũng không nhiều đối với một cái dòng xe gia đình, chạy từ năm 2017, 2007 đến giờ. Mỗi năm chạy trung bình hơn vạn thì có thể là chấp nhận được đối với một cái dòng xe đi gia đình như này. Như thế là đánh giá dòng xe chạy ít nha anh chị nhé. Như thế vậy là đánh giá dòng xe chạy ít, không chạy nhiều. Tất cả pha đèn còn sáng quắc luôn. Để cho anh chị kiểm tra luôn về cái phần khoang máy của xe luôn, để cho cảm nhận được cái chất lượng của xe luôn. Đấy, đây là phần khoang máy của cái dòng xe Captivan đây nhé. Đấy, với khoang máy động cơ 2.4, khoang máy rộng rãi sạch sẽ, xe không ẩm ướt gì, máy móc chưa sửa chữa gì nha anh chị nhé. Đấy, máy móc quay cho anh chị chi tiết này, đường nét chi tiết của cái mẫu xe này, các ngóc ngách, những cái chi tiết để cho anh chị kiểm tra và cảm nhận cái chất lượng của xe luôn. Đấy, đối với một cái mẫu xe đời nó cũng khá sâu rồi, 2007 mười mấy năm nhưng mà chủ xe người ta giữ được như này là tương đối chất lượng với một cái mẫu xe đi gia đình anh chị nhé. Anh chị và các bạn nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể đến trực tiếp tại địa chỉ số 50 đường Dương Thị Giang, phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ với em qua số điện thoại là 0829777777 để đến xem xe. Và đặc biệt anh chị nào lần đầu xem clip thì có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh giúp em để cập nhật thường xuyên được những cái mẫu xe mà bên em đang bán nha anh chị và các bạn nhé. Thì cuối clip thì em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi, đồng hành cùng kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương trong suốt cái thời gian qua. Vâng, xin chào, cảm ơn anh chị.